Ok, và hello tất cả mọi người nha, đặc biệt là fan của mình. Và chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Valentine Channel. Hôm nay mình sẽ tiếp tục series con Horror Online nhé. Rồi bắt đầu thôi nào. Ok, thì trước khi vào video mình rất muốn cảm ơn những bạn nào mà đã ủng hộ mình trong suốt thời gian vừa qua. Và mình mong tất cả các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé, bằng cách like và share trên tất cả các cộng đồng mạng luôn. Bạn nào chưa đăng ký, bấm đăng ký đi. Cái tập trước thì mình học được cái chiêu là nét vẽ chết chóc. Tập này thì mình nghĩ là mình green pass thì còn cái chỗ bên dưới đó, nhưng mà nó bị ngắt rồi, cho nên mình cũng không có đi được. Green pass là chỉ còn một cái đường đó thôi, cho nên tập này mình sẽ đi đâu? Tập này mình sẽ đi đâu? Ok, ở cái khu mà Crystal thì khá là nhiều đường, nhưng mà mình cần cái kỹ năng để ấy. Ok, mình sẽ tới King Tây Sành đi. Mình cần một cái kỹ năng để nhảy được 2 lần ấy, nó gọi là double jump. Ôi chết, quên xe rồi, thôi kệ. Ở đây mình nhớ có một cái đường nữa mà đúng không? Đúng rồi, có cái đường mình biết mà. Có nhiều đường để đi lắm nhưng mà không đi được. Mình còn cái double jump mà. Nên mình sẽ kiếm ở một cái khu vực khác. Mình nghĩ là nơi đó sẽ có. Wow. Ơi. Vừa đây đánh mấy con này để hồi lại máu thôi. Nếu mà chết thì rất là mệt. Và hồi máu nè. Hơi một vài gây sát thương lỗi. Không, chỗ này là mình cần cái double jump thì mình mới đi được. Ấy ấy. Xém chết một cái pha ngu người. Rồi mình nghĩ là mình sẽ quay lại cái cống ngầm. Có cái skill này rồi giúp mình đi nhanh hơn nhưng mà khá là nguy hiểm hơn. Đây đường đi vào đây. Hồi máu chứ là. Bây giờ mình ngán. Mình ngán nếu mà đụng lại cái con boss này lắm. Yoruma. Ok. Bây giờ nó làm bạn với mình rồi cho nên là mình cũng không ngại gì nó lắm. Nó vừa mới nói mà. Để xem nào.
dễ lắm. Ba hit. Ok, chỗ này là cần phải có kim cương. Cứu người. Mình không biết là mình qua khu vực mới chưa ta. Mày nè. Bây giờ mấy con này hết sợ rồi. Quái dữ. Ồ, hình như là chỗ này. Phải có cái gì đó để mình mới lấy được chứ. Thiệt là con người quá đi mà. Wow. Tới đâu? Ok, lúc đó là đứng hết đường rồi. À, ok, cái này được rồi. Ok, khúc nãy là máy, do máy mình có chuyện một tí. Nhưng mà mấy bạn thấy là biết tại sao là mình phải lên mình đánh mấy con chim không? Tại vì mấy con chim á, cái con dơi với mấy con dơi nhỏ nhỏ là mình đánh với mình làm cái nhiệm vụ hunter, đúng rồi, hunter. Với con này ghê quá, mình sẽ giết hết, diệt khỏi tận gốc luôn, từ con bự tới con nhỏ, từ bự tới nhỏ giết hết. Ok, nước này mình đi được nhưng mà bơi chi cho nó lâu. Chứ là nó có siêu sức mạnh. À, không nên thấy mặt nó làm cái gì đâu. Mình không muốn đánh boss ngay bây giờ. Đơn giản là vậy. À, phải diệt mấy con giò này trước khi nó lớn. Con kia là con boss, thì mình chưa muốn gặp con boss lúc nào cả. Nghe có tiếng dơi đó.
Rồi hai giọt máu của mình. Con dơi nó nổ đau lắm. Chỉ vậy thôi à. Chỉ vậy thôi. Are you kidding? Chỉ có vậy thôi. Là mình lỡ té xuống đây thêm lần nữa rồi. Okay. Đi bằng cái đường này nó sẽ lẹ hơn. Cái gì cũng vậy, bay là cái đường mà nhanh nhất để tới nơi. Vậy là không phải chỗ này rồi. Rồi mình sẽ đi xuống tiếp cái hố này kia. Mày mày. Ồ có quả trứng kìa. Quên quên phải lấy quả trứng nữa. Mình không biết thu thập những quả trứng nó có gì, nhưng mà mình nghĩ là về sau nó sẽ rất là quan trọng. Có cái chiêu đó rồi đi lẹ lắm. Đi xuống đường này. Oh, ok. Mình khá là ổn. Để thử. Ê. Bấm lộn nút. Ok, thì ở đây có cái đường đi này, nhưng mà mình không biết là ở đây nó có cái gì. cái này không có cần thiết lắm luôn. Gì vậy, phải nhảy lên chứ. Trời, nhảy không lên mà nhảy còn tuột nữa. Mày mấy cô này nó chỉ được cái né là hay thôi. Đơn giản là bây giờ là mình mạnh quá rồi, cho nên sát thương con nào cũng đau lắm. Vậy chắc là đi xuống nữa. Ở đây nó có một cái lỗ mà mình chưa có chui vào thôi. Đấy. À, đây là một cái map mới, đúng vậy, một cái map mới. Wow, hai hit rồi à. Khỏe vậy. No. Nó kêu mình là bỏ hết tất cả cái số tiền mà mình đang có xuống dưới nước. Giờ mình đâu có ngu. 10k tiền của mình mà. Mũi đây.
Tốt nhất là mua cái bản đồ. Không có cái gì quan trọng hơn bằng cái bản đồ hết. Gì đây? Ê! Ok. Mở ra một cái ven nữa đây. Một cái gì đây? Một cái ghế chứ. Chỗ này thì là ông mũi vừa khám phá nè. Bay thôi nào. Wow 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 wow. Có mùi gió. Không kể có tiếng gió sao có mùi gió được. No 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 no. Lúc đó bị chặn rồi. Thì là chỉ có bắt buộc mình phải đi xuống đây. Ok, mình cũng phải săn những cái con này nữa nè. Oh, tiền. Tiền của mình quá nhiều rồi. Mặc dù mình không có ham mấy nhưng mà tiền của mình vẫn rất là nhiều. Wow wow. Hồi thấy mùi nguy hiểm ấy. Không biết là cái con đó mình còn giết bao nhiêu con. Đây 7 con nữa. Rồi mấy con này thì không có sợ tại vì nó yếu quá mà. Đùa 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 đùa. Nó bắn được cái máy rồi. Cứ canh đứng sát nó thôi. Đen hoài quá rồi. Nó khiến mình là tốn rất là nhiều ấy đúng không? Đơn giản là bây con đó nó khó chết đúng không? Lại nữa hả? Ma à? Đừng đùa như thế chứ. Ba con ma. Ok, mình không đi lên được những chỗ đó mới đâu. À mình biết cái khúc này được, cái khúc này là khúc đầu mình đi vô đi mà. Vậy là mình mở được cái đường thông qua rồi. Wow wow gì vậy? Đừng vậy chứ. Kẹn lại kẹn lại. Không được làm gì anh ấy. Oh no no. Nó hại anh ấy rồi. Wow. Đừng hại người chết như vậy chứ. Hồi máu tiếng em hồi máu. Đứng xét góc lại, ok. À.
heo hồi máu nữa. Rồi mình đánh nhau tiếp. Thật ra là do là cái phần ngọc á, nếu mà mấy bạn biết phối hợp ngọc thì nó sẽ rất là mạnh. Đây có gì không nào? Ok, ở đây không có đường. Nhưng mà đây có tiếng gió rất là lớn. Thì đây. Oh, wing là cánh. Vậy là đây là bao tất cả bao nhiêu thứ mà mình đang chờ đợi. Đấy, đúng rồi. Đúng rồi, vậy mới gọi là hay chứ. Đẹp. Đúng lên một cái. Đúng lên, đúng rồi. Ok, ok. Chắc là thu thập linh hồn. Vậy là linh hồn này bị oan rồi. Chắc chắn là bị oan rồi. Bởi vì mình là dũng sĩ của giấc mơ mà. Cho nên mình phải cứu anh ấy rồi. Sợ là không có thời gian để mình hồi máu luôn. Mình không có chết. Vậy là thế giới giấc mơ không có làm mình chết rồi. Tỉnh dậy. Ok, mình sẽ cứu lại anh ấy sau tiếp tục. Và nếu như mà cái này chết nữa thì mình sẽ kiếp. Kiếp qua cái khúc mà mình thành công rồi thì mình sẽ cho mấy bạn coi. Oh. À, mình nhảy tuột mình không có chết. Nhưng mà mình bị đẩy ra ngoài. Thôi phải bắt lại giấc mơ. Tốn thời gian quá. Mới đây mà mất cục máu rồi. Đi từ từ thôi. Ơi. Còn ba giọt máu đánh boss như thế nào đây? Nãy giờ mình gọi quá. Phá game.
Ok, và mình sẽ skip qua khúc này nhé. Ok, thì sau một hồi cố gắng mình không thành công rồi. Mình sẽ mạnh hơn và quay lại đón anh ấy sau. Yên nghỉ nhé, người lính. Bởi vì sao cái kỹ năng của con đó rất là mạnh. Cái defense của mình ấy, cái cục mà mình hồi máu á, nó đánh một cái mà mình bể luôn. Là mấy bạn biết là cái con nó mạnh tới cỡ nào rồi. Những con boss có thể là mấy bạn giết dễ lắm, nhưng mà vô trong giấc mơ thì nó được cường hóa lên là cái hai nó trâu nữa. Cho nên mình nghĩ là mình nên update cái neo mình trước. Cái khúc này hình như là bắt buộc mình phải gồng cái này nè. Ui, không tới rồi. Cố gắng lại vậy. Lên được rồi. Ơi con sâu, vì con sâu thắng không kịp, nhanh quá chết đó. Ơi. Tới đó rồi ấy mà còn không được nữa. Điên thiệt. Sâu nó ở ngay đây rồi mà không cứu được. Thắng không kịp luôn chứ. Cái này mình ghét. Tại sao cái việc mà nhảy bò cạp nó lại không có tác dụng khi mà mình qua tới bên kia nhỉ? Đúng rồi, phải như vậy chứ. Mày mày phải như vậy. Giờ bay thôi. Ok, và chắc là video cũng dừng tại đây thôi nha. Thì nếu mà bạn nào thấy hay, like và share đi, sẽ giúp mình rất là nhiều á. Bạn nào chưa đăng ký, bấm vào đăng ký nha. Một đăng ký nó miễn phí mà nó không tốn gì đâu, cứ đăng ký đi.
Và cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt. Bye bye.